Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hào quang rực rỡ, hàng thật và hàng dởm. Sao vua Đàm chỉ có hàng dởm mà thôi. Vừa qua, vận động viên điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh lập kỳ tích giành hai huy chương vàng tại SEA Games trong vòng 20 phút. Điều đáng nói là ban tổ chức đã cố tình chơi khó Nguyễn Thị Oanh khi xếp lịch thi đấu hai nội dung chạy 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật cách nhau chỉ có 20 phút. Sau khi hoàn thành cuộc chạy 100m và đạt huy chương vàng, Nguyễn Thị Oanh chỉ có đúng 10 phút nghỉ ngơi để bắt đầu đợt thi đấu tiếp theo. Đây là hào quang thật. Đây được xem là trường hợp rất khó, ai cũng nghĩ rằng đợt thi đầu tiên đã vắt cạn sức của vận động viên Việt Nam, nhưng rồi cô cũng hoàn thành nốt nội dung thứ hai với tấm huy chương vàng. Đấy là huy chương vàng thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh, kết thúc SEA Games, cô đạt 4 huy chương vàng, đóng góp vào vinh quang cho nền thể thao của nước nhà. Điều đáng nói là Nguyễn Thị Oanh rèn luyện để có thành tích thần kỳ này bằng mức lương 7 triệu đồng, nhưng cô lại mang về vinh quang chung cho nền thể thao của Việt Nam. Đấy là hào quang thực sự, hào quang của sự tỏa sáng mà không cần phải bỏ tiền ra để quảng cáo. Những giá trị thật, nó không phải là dựa hoàn toàn trên vật chất mà nó dựa vào tinh thần là chính. Nếu nói dựa trên vật chất thì với mức lương 7 triệu đồng thì làm sao Nguyễn Thị Oanh có thể đạt thành tích phi thường đến như thế. Hữu xạ tự nhiên hương đã làm được điều thần kỳ thực sự, đã mang lại vinh dự cho nền thể thao nước nhà mà không cần phải họp báo với khẩu hiệu Đức Vua Hào Quang Rực Rỡ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã làm. Để xây dựng nên một bộ phim tự sướng, tự tô vẽ hào quang cho bản thân, Đàm Vĩnh Hưng đã bỏ ra cả núi tiền để làm điều đó. Đây là hào quang dởm. Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ ngông cuồng, muốn dẫn dắt xã hội vào hố sâu của sùng bái cá nhân. Cả đất nước Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam nhồi sọ và sản sinh ra rất nhiều thế hệ tư duy thiếu độc lập, sống không biết tự suy luận, nên thấy ai có hào quang là sùng bái, cho dù đó là hào quang tự vẽ ra. Đàm Vĩnh Hưng làm bộ phim Hoàng đế Hào Quang Rực Rỡ là cách mà anh ta muốn lợi dụng nền giáo dục nhồi sọ để dẫn dắt lớp trẻ lún sâu hơn nữa vào con đường cuồng tín. Đấy là ý đồ rất độc hại cho xã hội. May thay, cư dân mạng đã chứng tỏ rằng họ sáng suốt và phản đối cách làm phim tạo hào quang dởm rất độc hại này. Giả như nếu Đàm Vĩnh Hưng không bị vấp phải phản ứng của xã hội thì sau bộ phim đó ai được gì, ai mất gì đây? Người được sẽ chính là Đàm Vĩnh Hưng, anh ta sẽ thỏa mãn cái tôi ngông cuồng, thỏa mãn cái tính háo danh, nhưng ai sẽ mất mát? Đó là giới trẻ bị Đàm Vĩnh Hưng dẫn đi lạc lối, một lớp trẻ cuồng tín, và đó là mối nguy rất lớn cho xã hội. Với một con người dẫn dắt lớp trẻ đi vào con đường lạc lối thì đấy đâu phải là hào quang. Có chăng là thứ hào quang tự xưng của Đàm Vĩnh Hưng chỉ là đồ dởm, thứ hào quang trá hình. Nó không đóng góp gì cho xã hội mà nó còn làm vẩn đục xã hội thêm nữa là khác. Hào quang dởm thì cũng chỉ đáng giá 3 đồng. Hào quang thực thì phải đi từ cái thực tâm, đi từ sự khiêm tốn, đi từ sự cống hiến vô vị lợi. Nguyễn Thị Oanh, cô gái nhỏ nhắn nhưng có nghị lực phi thường, vượt qua khó khăn tài chính, nhiệt tình tập vì màu cờ sắc áo và thành quả đã đem đến. Thành quả đó là sự hào quang thực sự. Trái ngược với loại hào quang tự xưng của Đàm Vĩnh Hưng, thứ hào quang đó chỉ là hào quang dởm, dù cho nó có áo bên ngoài bằng một núi tiền. Có người nhận xét rằng tuy xã hội tại Việt Nam đã bị Đảng Cộng sản phá tan nát, nhưng còn đó những giá trị cốt lõi. Cộng đồng mạng phát hiện ra thứ hào quang hàng dởm của Đàm Vĩnh Hưng là chỉ dấu xã hội này còn những cặp mắt biết phân minh trắng đen phải trái. Những cặp mắt đó sẽ là mầm tốt cho thời kỳ hậu Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hào quang rực rỡ, hàng thật và hàng dởm, sao vua Đàm chỉ có hàng dởm mà thôi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Trọng thích chơi dao nhưng lại sợ đứt tay.
Phải nói rằng công cụ lấy phiếu tín nhiệm chính là loại vũ khí mà Nguyễn Phú Trọng đã nặn ra dùng để chiến với đồng chí của ông. Từ 11 năm trước, ông Trọng đã dùng chiêu này ép Nguyễn Tấn Dũng phải từ chức hội nghị trung ương lần thứ 6 của Trung ương Đảng khóa 11. Lần đó, ông Trọng đã không loại được Nguyễn Tấn Dũng, nhưng cũng gây ra sự đấu đá nội bộ khốc liệt nhất từ trước đến nay. Dù Nguyễn Tấn Dũng đã về vườn từ lâu, nhưng dư âm trận đấu này cho đến nay vẫn còn mang tính thời sự. Như vậy là rõ ràng, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng công cụ lấy phiếu tín nhiệm chia rẽ nội bộ của Đảng, chứ không ai khác cả. Kể từ đó tới nay, phe cánh trong Đảng Cộng sản Việt Nam cứ nổi lên hết lớp này đến lớp khác, và đó cũng là nguyên nhân ông Nguyễn Phú Trọng lập lên cái lò to tướng để mà đốt củi của đối phủ. Và cho đến nay, ông đốt mãi cũng không hết. Chuẩn bị cho hội nghị Trung ương lần thứ 7 tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng cho Võ Văn Thưởng ký quy định số 96. Để chuẩn bị cho trận kịch chiến hội nghị Trung ương lần thứ 7 lần này, thì ngay từ tháng 2, ông Nguyễn Phú Trọng đã xúi ông Võ Văn Thưởng, lúc đó còn là thường trực ban bí thư, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định số 96 QĐ-TV của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có người cho rằng đấy là hành động mài kiếm của ông Tổng Bí Thư, chuẩn bị cho công cuộc lạm phạm tội và luận tội ông Phạm Minh Chính, và cũng là công cụ để loại một số người thuộc phe cánh đối địch. Không biết trong hội nghị trung ương lần này ông Nguyễn Phú Trọng có thành công hay không. Tuy nhiên, quy định 96 này cũng sẽ là thanh kiếm dùng để chạm nhiều người khác trong các lần hội nghị trung ương tiếp theo. Chơi rào nhưng ông Trọng lại sợ đứt tay. Ngay trong ngày khai mạc hội nghị trung ương lần thứ 7 vào ngày 15 tháng 5, ông Nguyễn Phú Trọng đã lên lớp trước toàn Đảng, ông cho rằng không để lợi dụng lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ nội bộ. Cũng như bao nhiêu lần khác, ông ra quy định áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng lại trừ ông già. Thật ra mà nói, hầu hết các thành viên trong Bộ Chính trị Việt Nam không có quyền lực đủ mạnh để mà sử dụng quy định số 96 như ông Nguyễn Phú Trọng, cho nên khó có ai có thể dùng quy định này làm công cụ phục vụ cho ý đồ riêng ngoài ông Tổng Bí Thư. Ông Nguyễn Phú Trọng là như thế, chính ông ra quy định phục vụ cho mình riêng, rồi ông lại hô hào phải thế này, phải thế kia. Ví như vào năm 2016, ở Đại hội Đảng thứ 12 khi đó, ông Trọng đã quá tuổi ở lại Bộ Chính trị, lẽ ra ông phải rút lui và về hưu. Nhưng không, ông lại vẽ ra quy định quái đản mới, đó là suất đặc biệt. Suất này để đặt cách cho chính ông ngồi lại chiếc ghế Tổng Bí Thư, dù đã quá tuổi theo điều lệ của Đảng. Trong khi đó, ông Nguyễn Tiến Dũng trẻ tuổi hơn ông Trọng lại bị đá ra rìa. Rồi đến đại hội lần thứ 13 cũng như thế, ông Trọng dùng chính suất đặc biệt này để tự ban cho mình tiếp tục ngồi lại ghế Tổng Bí Thư ở nhiệm kỳ thứ 3, mặc dù ông đã quá giới hạn 2 nhiệm kỳ theo quy định của Đảng. Quá tuổi và sức khỏe cũng không cho phép ông, nhưng ông vẫn ngồi. Ở kỳ đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được hưởng suất đặc biệt. Ông Phúc được xem là người thứ nhì sau ông Trọng được hưởng suất này. Nhưng cuối cùng ông Phúc cũng bị ông Trọng loại khỏi vũ đài chính trị ở giữa nhiệm kỳ. Vậy là ông Nguyễn Xuân Phúc ăn ké suất đặc biệt mà cũng không yên thần. Ông Nguyễn Phú Trọng là người đang ra chơi. Theo thông tin nhận được, việc loại ông Phạm Minh Chính ra khỏi vũ đài chính trị thì không khó với ông Nguyễn Phú Trọng. Cái khó là sau khi hạ được ông Chính, liệu Đảng Cộng sản Việt Nam có nổi lên phe phái để mà kịch chiến với nhau hay không? Đây mới là vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng đang lo lắng, vì ông sợ vỡ cái đảng của ông. Chính ông Nguyễn Phú Trọng đã mài dao để chiến với đối thủ, nhưng giờ đây ông lại sợ người khác dùng dao của ông để mà triệt hạ lẫn nhau. Trong Đảng Cộng sản, tại sao ông Trọng dùng quy định 96 để chém loạn xạ, nhưng tại sao ông lại sợ người khác dùng nó? Hay là ông sợ bị chém như ông đã chém người khác? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tổng Trọng thích chơi dao nhưng lại sợ đứt tay. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa
Thời báo.de.